Con rồng xanh này vừa mới sinh ra trứng rồng, liền đem trứng rồng cho Hắc Long hấp thụ, coi Hắc Long như con trai ruột của mình. Biết được con trai bị tộc máy móc truy sát, lập tức đánh trống khua chiêng tấn công thành máy móc, giờ đây sống chết chưa rõ. Đinh kích hoạt nhiệm vụ giải cứu Wheeler. Phần thưởng nhiệm vụ chưa rõ, đếm ngược nhiệm vụ 10 ngày. Lão đại anh còn sống thật tốt quá. Cậu nói chuyện kiểu gì thế? Mong anh chết đến vậy sao? Ai biết một con rồng xanh trưởng thành tên Vi Lư không? Tôi biết nó là rồng xanh trưởng thành thuộc về thiên bảo. Nhưng không biết vì sao, lại xuất hiện ở thành phố số 3 của tộc máy móc. Sau đó Long Đại đem những gì mình biết, đều nói cho Lâm Tinh Thần, Nguyên Bảo và Địa Bảo. Bởi vì Minh Thanh Thần bọn họ là một đám người trẻ tuổi nhiệt huyết, đã ra tay với thành phố số 2. Đồng thời Nguyên Bảo cũng phái Cự Long đến thành phố số 3. Vốn dĩ Thiên Bảo không tham gia vào chuyện này, nhưng Vi Lư lại chủ động đứng ra, đến thành phố số 3. Tôi muốn đến thành phố số 3. Đi từ đâu là nhanh nhất? Lão đại đi theo tôi. Để bọn chúng đi đi. Bọn chúng không đi. Bây giờ có muốn đi cũng không được nữa rồi. Vừa hay thử nghiệm thứ vũ khí chiến tranh mới được nghiên cứu của tộc ta. Đây chính là mục đích cuối cùng mà các người bắt Cự Long phải không? Đúng vậy. Chúng ta đã nghiên cứu thành công rồi. Thực lực của bọn chúng không hề yếu hơn các người đâu. Các người có thể yên tâm đi chết được rồi. Lúc này, Long Thành bên kia không có thời gian lo sống chết cho các người đâu. Giết bọn chúng. Chờ đã. Rồng xanh Wheeler, ngươi muốn làm gì? Con rồng đen đó các người đã bắt được chưa? Theo như tin tức ta nhận được, con rồng đen đó vẫn còn sống. Nhưng nó có thể sống được bao lâu thì khó mà nói được. Được rồi, những gì cần hỏi ngươi đều đã hỏi rồi. Rốt cuộc muốn làm gì? Không có gì, biết con trai ta còn sống là tốt rồi. Đến đây, tiếp tục đi. Ngươi chơi ta đấy à? Dưới sự tấn công dữ dội của Cự Long thép, Wheeler và những con rồng khác bị đẩy lùi. Chỉ là một chiêu mà đã có Cự Long bị thương. Từng giọt máu rồng rơi xuống giữa không trung. Nhất định phải ghi lại dữ liệu cho kỹ. Những con Cự Long này ta đều muốn giữ lại. Chúng đều là những vật liệu nghiên cứu rất tốt. Khả năng phòng thủ của Cự Long thép, sở hữu khả năng miễn nhiễm phép thuật. Bất kỳ đòn tấn công nào của rồng và phép thuật đều vô dụng với chúng. Chỉ mới ra chiến một chiêu mà con Cự Long đầu tiên đã lộ nguyên hình. Lũ Cự Long này cũng cứng đầu thật. Chết cũng không chịu chết một cách yên ổn. Cứ thích kiểu chết oanh liệt thế này. Chúng ta còn đang chờ lấy xác các ngươi để nghiên cứu đấy. Giết hết cho ta, đừng cho chúng cơ hội tự sát. Ta xem ai dám động vào họ. Con trai, đừng đến đây, còn hãy đi mau. Dì Wheeler, dì không sao chứ? Đừng đốt cháy bình chứa, đừng mà. Con đến đây làm gì? Đi mau, đi mau. Dì Wheeler, dì không sao chứ? Lớn rồi, nhưng đầu óc không được tốt lắm. Con đến đây làm gì? Biết con còn sống ta đã mãn nguyện rồi. Con không nên đến đây. Con đến cứu gì? Đứa trẻ ngốc, đúng là đứa trẻ ngốc. Thật là tình mẫu tử thiêng liêng. Wheeler, nếu ngươi chịu đầu hàng, ta hứa sẽ tha cho con rồng đen này. Ngươi nói thật chứ? Lão già, ai cho ngươi cái gan đó hả? Rồng đen nhỏ, ta khuyên ngươi, muốn sống thì nghe lời Wheeler. Ngươi dựa dẫm chính là vào mấy thứ đổ rác rồi này phải không? Tinh hấp thụ năng lượng hợp kim, hấp thụ thành công, sức mạnh cộng 3, thể chất cộng 3, nhanh nhẹn cộng 2. Con Cự Long thép này đúng là cục sạc dự phòng di động mà. Nếu mà hút hết, vậy chẳng phải là ngon ơ sao? Hả? Chuyện gì thế này? Con Cự Long thép này làm bằng đậu phụ à? Mau tránh xa con rồng đen đó ra.